Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chương trình Nhật ký Radio số 1 với chủ đề Hướng về biển đảo Việt Nam do Ban Tuyên giáo Thành đoàn Cần Thơ thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 9 giờ sáng thứ tư hàng tuần trên website của Thành đoàn Cần Thơ tại địa chỉ www.thanhdoan.canthoi.gov.vn. Chương trình rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của các bạn. Và mọi đóng góp thì các bạn có thể gửi về cho chúng tôi thông qua địa chỉ email tuyên giáo tgct@gmail.com. Nhật ký Radio, nơi cùng bạn chia sẻ. Có lẽ chưa bao giờ hai tiếng Tổ quốc lại thiêng liêng và đẹp đẽ đến như thế. Trong lòng mỗi người dân Việt Nam, dù ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi mà nhắc đến Tổ quốc thì chúng ta đều trào dâng lên một niềm cảm xúc thật là khó tả, phải không các bạn? Và dải đất hình chữ S trải dài từ bờ biển Đông với nét đẹp ngàn năm dân hiến. Tổ quốc trong tiềm thức của mỗi chúng ta là quê hương, là nơi đã sinh ra ta, là gia đình nuôi nấng ta lớn khôn, là sự bình yên và ấm áp mà có lẽ là không nơi nào có được. Tổ quốc là những dãy núi hùng vĩ, những mặt biển xa thít chân trời, những đồng xanh lúa trập trờn biển cả. Hay Tổ quốc còn là những trang sử hào hùng của cha anh trong công cuộc chống giặc ngoại xâm, xây dựng, bảo vệ và kiến thiết đất nước. Các bạn thân mến, trong những ngày này thì nhân dân cả nước đang hướng về biển Đông, hướng về những người lính đang vững vàng ở ngoài hải đảo xa xôi để có thể là giữ gìn từng tấc đất quê hương. Họ đã phải rời đất liền, rời quê hương, rời gia đình, rời xa những người mà họ yêu thương nhất. Nhưng mà các bạn biết không, trong trái tim của họ thì vẫn sục sôi ý chí chiến đấu và quyết tâm để thế hệ tương lai vẫn sẽ phải tự hào mà nói rằng khi ta lớn lên, đất nước đã có rồi. Chiều chiều mỗi người thao thức Và ngay sau đây thì ban biên tập chương trình xin mời các bạn cùng lắng nghe bài thơ với tên gọi là Tiếng Biển do tài khoản Facebook là Lính Biển Việt Nam để chia sẻ vào ngày 8 tháng 5 năm 2014. Và trong bài thơ thì bạn ấy đã chia sẻ như thế này. Giờ yêu ơi, em có nghe tiếng biển, lúc gầm gian, lúc rì rào tha thiết. Những ngày này trong mỗi người dân Việt, tiếng biển cuộn trào, tiếng biển sụp sôi. Hậu phương đất liền yên tâm nhé vợ ơi. Cuối tuần về cho anh nhắn đôi lời, thưa với cha và thắp hương khấn mẹ, anh vẫn vững vàng nơi biển đảo xa xôi. Em hãy đưa điện thoại kề gần nôi, để con chúng mình nghe tiếng của biển khơi. Anh không thể ẵm bồng ru con ngủ, gửi tiếng biển về yên giấc con thôi. Em có nghe tiếng biển trong lòng người, tiếng của hòa bình, tiếng hạnh phúc du tươi. Nhưng tàu giặc mà tấn công bờ cõi, tiếng biển hiền hòa sẽ quá tiếng ngư lôi. Biển xanh yên lành đâu muốn máu đỏ rơi, đảo nhỏ yêu thương chỉ mong tiếng biển cười. Đón bình minh mỗi ban mai ngày mới, tiếng biển đem về như tiếng mẹ à ơi. Anh biết đất liền đang lo lắng khôn nguôi, đâu riêng vợ yêu mà hàng triệu triệu người hướng về phía đông lặng nghe tiếng biển, mong bình yên cho tàu cá ra khơi. Vợ yêu ơi, anh phải đi trực rồi, phút chào nhau tiếng biển bỗng mặn môi. Chiều nay nhé, hết ca anh lại hẹn, gọi để vợ nghe tiếng biển
tiếng yêu đời. Có lẽ đồng cảm với những câu thơ chân tình và mộc mạc của người lính đang làm nhiệm vụ ở ngoài hải đảo, nhạc sĩ Quỳnh Hợp đã lập tức phổ nhạc từ bài thơ và vẫn giữ nguyên tựa đề là Tiếng Biển. Ca khúc này do ca sĩ Lạp Quy và Hoàng Diệt thể hiện nhanh chóng đã gây sức hút đối với cộng đồng mạng. Em có nghe tiếng biển lúc gầm vang, lúc rì rào, lúc dịu dàng thiết tha. Em có nghe tiếng biển những ngày này, biển cuồn trào, biển sục sôi bão giông. Xin nhắn người đôi lời, đất liền yên tâm nhé. Anh vẫn vững nơi biển đảo xa xôi, gửi tiếng biển dù em thơ yên giấc. Tàu răng mà tấn công bờ cõi, tiếng biển hiền hòa sẽ hóa tiếng ngư lôi. Chiều chiều con tim đang dõi nghe tiếng biển, hướng ra biển đông hào khí dâng trào. Mong bình yên cho tàu cá ra khơi, đón bình minh lên trong tiếng biển quê hương. Em có nghe tiếng biển lúc gầm vang, lúc rì rào, lúc dịu dàng thiết tha. Em có nghe tiếng biển những ngày này, biển cuồn trào, biển sục sôi bão giông. Bão giông, xin nhắn gửi đôi lời, đất liền yên tâm nhé. Anh vẫn vững nơi biển đảo xa xôi, gửi tiếng biển dù em thơ yên giấc. Tàu giặc mà tấn công bờ cõi, tiếng biển hiền hòa sẽ hóa tiếng ngư lôi. Chiều chiều con tim đang dõi nghe tiếng biển, hướng ra biển đông hào khí dâng trào. Mong bình yên cho tàu cá ra khơi, đón bình minh lên trong tiếng biển quê hương. Anh vẫn vững nơi biển đảo xa xôi, gửi tiếng biển dù em thơ yên giấc. Tàu giặc mà tấn công bờ cõi, tiếng biển hiền hòa sẽ hóa tiếng ngư lôi. Chiều chiều con tim đang dõi nghe tiếng biển, hướng ra biển đông hào khí dâng trào. Mong bình yên cho tàu cá ra khơi, đón bình minh lên trong tiếng biển quê hương. Mong bình yên cho tàu cá ra khơi, đón bình minh lên trong tiếng biển quê hương. Các bạn thân mến, yêu lắm Việt Nam, yêu lắm biển đảo quê hương, một phần lãnh thổ không thể tách rời của Tổ quốc. Và càng yêu quý bao nhiêu thì càng thấy bất bình bấy nhiêu trước những hành động ngang ngược, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam, vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế về biển đảo, đi ngược lại tuyên bố và ứng xử của các bên tại Biển Đông DOC mà Trung Quốc đã ký với các nước ASEAN vào năm 2002 với mưu đồ là độc chiếm Biển Đông. Không, sẽ không một ai và bất cứ thế lực nào có thể thực hiện được mưu đồ đen tối đó. Lịch sử dân tộc ta, lịch sử của một dân tộc anh hùng đã sống và chiến đấu với một tình yêu nước nồng nàn, một ý chí kiên cường cuộc khởi, luôn trai sức để bảo vệ và gìn giữ độc lập dân tộc, giữ gìn hùng thiêng sông núi nước Nam. Tương lai đang dãy gọi các bạn,
Tổ quốc đang chào đón chúng ta từng ngày, từng giờ. Và mỗi cá nhân hãy chuẩn bị cho mình hành trang thật tốt để bước vào đời, bước vào cuộc hành trình thiêng liêng để bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Nếu Tổ quốc neo mình đầu sóng cả, những chàng trai ra đảo đã quên mình, hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất, giáng con tàu dần hướng mãi ra khơi. Trường Sa ơi, biển khơi ơi, ngàn đời sóng dỗ, ngàn đời giữ gìn. Thanh niên Việt Nam hướng ra biển Đông, ta mong cùng nhau quyết tâm lên đường. Bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa yêu dấu, bảo vệ chủ quyền cho Tổ quốc Việt Nam. Việt Nam từng tấc đất không để rơi vào tay quân thù, từng tấc biển không thể cho giặc Bắc ngược xâm chiếm. Nhìn sóng gió trên miền Đông, người dân Nam tung hoành, dù phải hy sinh dân Việt Nam thề giữ vững non sông. Nhìn bão tố hay hiểm nguy, không làm thay quyết chí, lòng chiến đấu xua ngoại xâm càng chắc ngất dâng cao. Sinh viên học sinh hướng ra biển Đông, nghĩa ân ngày xưa dân thân tung hoành, bảo vệ Hoàng Sa Trường Sa muôn kiếp, bảo vệ chủ quyền cho Tổ quốc Việt Nam. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương trình Nhật ký Radio số 1 với chủ đề là hướng về biển đảo Việt Nam, được phát sóng trên website của Thành đoàn Cần Thơ tại địa chỉ www.thanhdoan.canthoi.gov.vn. Hãy cùng lắng nghe những câu chuyện hay và những chia sẻ đầy ý nghĩa trong những chương trình tiếp theo các bạn nhé. Các bạn có thể gửi yêu cầu chia sẻ về cho chúng tôi thông qua địa chỉ email tuyên giáo tgct@gmail.com. Còn bây giờ thì biên tập viên Thanh Tùng và Hoàng Khoa xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo. Từng tấc đất không để rơi vào tay quân thù, từng tấc biển không thể cho giặc Bắc ngược xâm chiếm. Nhìn sóng gió trên biển Đông, người dân Nam tung hoành, dù phải hy sinh dân Việt Nam thề giữ vững non sông. Nhìn bão tố hay hiểm nguy, không làm thay quyết chí, lòng chiến đấu xua ngoại xâm càng chắc ngất dâng cao. Sinh viên học sinh hướng ra biển Đông, nghĩa ân ngày xưa dân thân tung hoành, bảo vệ Hoàng Sa Trường Sa muôn kiếp, bảo vệ chủ quyền cho Tổ quốc.